bờ đất đơn sơ, chiếc cầu tre nhỏ bé nghiêng nghiêng một cành khế, ôi giếng nước quê hương. Hồn người Việt nói chung và người dân quê xóm Trung Hòa, Hồng Lộc nói riêng luôn luôn gắn bó với tình làng nghĩa xóm, với nét văn hóa cây đa, bến nước, sân đình. Mạch nguồn đó như dòng sữa mẹ trong lành vun đắp tâm hồn và trí tuệ của mỗi chúng ta. Một trong những biểu tượng gắn liền với quê hương đất nước khi chúng ta đi xa nhớ đến, đó chính là giếng nước đầu làng. Phải chăng đó cũng là nguồn cơn niềm mong ước của người dân Trung Hòa bấy lâu nay, khôi phục lại, tôn tạo lại ngôi giếng cổ truyền của cha ông. Đó như một lời tri ân, một sự nhắn nhủ với thế hệ con cháu sau này, hãy nhớ về cội nguồn, hãy nhớ về những điều tốt đẹp và thiêng liêng của cha ông. Các bậc cao niên, kính thưa toàn thể nhân dân nông sản Trung Hoa, giếng ngọt một di tích được các bậc cao niên xây dựng từ năm 1936 Bình Tý và đến năm 1939 năm Kỷ Mão mới hoàn thành, trải qua nhiều biến cố của lịch sử và hư hỏng đầu những thập niên 80. Do điều kiện nhiều khía cạnh khác nhau nên không khôi phục được mong mỏi của toàn dân trong xóm và anh em xa quê hương. Giếng ngọt được khôi phục và tôn tạo lại. Đầu năm Mậu Tuất 2015, toàn bộ nhân dân xóm quyết tâm khôi phục và tôn tạo lại giếng ngọt. Hôm nay, ngày đầu xuân năm mới, nhân dân xóm chúng ta cùng nhau chung sức đồng lòng để quyết tâm khôi phục lại một di tích đã từ lâu chưa khôi phục. Hôm nay, ngày 6 tháng 1 năm 2010, toàn bộ nhân dân xóm tập trung về đây để cùng nhau xây dựng lại như các vị cao niên đã xây dựng được đây. Hôm giờ phút cao niên này, tôi xin thay mặt nhân dân xóm Trung Hòa cảm ơn đồng bộ xây dựng lại giếng ngọt. Xin trân trọng cảm ơn. Một bờ đất đơn sơ, chiếc cầu tre nhỏ bé nghiêng nghiêng một cành khế, ôi giếng nước quê hương. Ôi giếng nước thân thương, nước hương trong xanh mai, bao năm rồi xa cách đọng mãi tâm hồn tôi. Xanh mãi như tình quê người ơi. Chiều nay giếng bên tôi thầm thì bao kỷ niệm, cành khế đầy hoa tím trong một chiều hoàng hôn. Bao người đã lớn khôn, bao người còn thơ dại, giếng vẫn trong xanh mãi như dòng sông em trôi. Nửa đời về quê mẹ, còn anh về đâu? Nửa đời về quê mẹ, còn anh về về quê mẹ, còn anh về đâu? Nửa đời về quê mẹ, còn anh về đâu?
Hồn người Việt nói chung và người dân quê xóm Trung Hòa Hồng Lộc nói riêng luôn luôn gắn bó với tình làng nghĩa xóm, với nét văn hóa cây đa, bến nước, sân đình. Mạch nguồn đó như dòng sữa mẹ trong lành vun đắp tâm hồn và trí tuệ của mỗi chúng ta. Một trong những biểu tượng gắn liền với quê hương đất nước, khi chúng ta đi xa nhớ đến, đó chính là giếng nước đầu làng. Phải chăng đó cũng là nguồn cơn niềm mong ước của người dân Trung Hòa bấy lâu nay? Khôi phục lại, tôn tạo lại ngôi giếng cổ truyền của cha ông. Đó như một lời tri ân, một sự nhắn nhủ với thế hệ con cháu sau này. Hãy nhớ về cội nguồn, hãy nhớ về những điều tốt đẹp và thiêng liêng của cha ông.